Hiện tại, Linter đã bắt đầu tạo ra những lọ thuốc chất lượng cao hơn, bằng khả năng của mình kết hợp với nước bọt của Ziza. Linter dự định sẽ bán những lọ thuốc này cho các thương nhân với giá hàng ngàn đồng vàng, để anh ta có đủ khả năng mua môi trường sống lớn hơn cho dùng lửa. Và vì vấn đề lớn nhất của Linter trong học viện đã được giải quyết, nên anh ấy nghĩ về Vivian và quyết định đến thăm Vivian để chiêu đãi cô ấy một bữa ăn cho lời hứa lúc trước. Sau đó Linter đến thư viện, nhưng anh ta dường như không thể tìm thấy Vivian đâu cả. Mà chợt một người phụ nữ đến từ đằng sau Linter và cô ấy hỏi anh liệu có phải là Linter hay không, nên Linter cảm thấy cô ta hơi kỳ lạ và cố gắng đẩy cô ấy ra khỏi mình, nhưng Linter vẫn trả lời rằng anh ta thực sự là Linter, vì thế cô ấy thông báo với anh một thông tin là Vivian đang ở đằng sau tòa nhà của trường và Vivian đang chuẩn bị thú nhận điều gì đó với Linter, mà khi nghe điều này khiến Linter trở nên bối rối, nhưng ngay lúc Linter không biết phản ứng thế nào thì cô gái này vẫn đẩy Linter đi gặp Vivian. Cùng lúc này, một nhiệm vụ kỳ lạ cũng xuất hiện để đổi lấy mảnh trứng rồng nước, nội dung là Linter cần được Vivian bế như công chúa, và điều này đã khiến Linter bực bội, bởi đây là một nhiệm vụ vô cùng kỳ lạ, nên anh đã dùng võ thuật để chém đôi cái bảng thông báo đó, nhưng có vẻ như dưới ánh mắt của cô ta thì anh mới là người kỳ lạ. Tiếp đó, người phụ nữ nói với Linter một lần nữa rằng, anh ấy nên nhanh lên, bởi Vivian sẽ không rời khỏi nơi đó cho đến khi cô ấy gặp được Linter. Người phụ nữ cũng triệu hồi một con ong và bảo Linter đi theo nó. Nhưng tuy Linter nhận thấy có điều gì đó không ổn, anh ấy nghĩ rằng Vivian sẽ không thổ lộ tình cảm của bản thân với anh ta một cách như thế, đặc biệt là khi họ chỉ mới gặp nhau một lần. Linter cũng nghĩ nhiệm vụ này thực sự là một trò đùa so với lần trước, mà trong khi anh ấy đi theo con ong, thì Linter nghe thấy một giọng nói từ khoảng cách xa, nên Linter nhanh chóng chạy về phía âm thanh, bởi Linter nghĩ đây là Vivian. Tuy nhiên khi anh ta đã đến nơi, thì đây là những gì anh ấy thấy, Linter tiến đến trung tâm của nơi này và tự hỏi tại sao ở học viện lại có một thứ như thế, mà khi Linter tiến tới kiểm tra thứ giống như cánh cổng này, thì anh bỗng thấy thứ một thông báo, Vivian đã vào cổng này và bây giờ nó đang đợi một người khác tham gia, mà Linter rõ ràng đang bối rối thì một ai đó đã xuất hiện sau lưng anh ta, mà ngay lập tức một làn sóng ma thuật mạnh mẽ đánh vào anh ấy, tuy nhiên khi Linter vội vã quay lại nhìn kẻ đang tấn công mình, thì mọi thứ đã quá muộn, bởi phép thuật đó đã đẩy anh ta về phía cổng, mà sau đó thông báo hiện lên Linter đã bước vào cánh cổng thì người đã sử dụng phép thuật hóa ra là người phụ nữ ở cùng thư viện lúc trước, chưa hết cô ta lại là một người đàn ông, và anh ta chỉ đang sử dụng phép thuật để che giấu danh tính của mình, bởi anh chàng này rất tức giận vì anh ta cũng bị đàn anh bắt nạt, nhưng không ai dám bảo vệ anh ấy, khiến anh ta ghen tị vì một người đáng yêu như Vivian lại giúp đỡ Linter, vì thế bây giờ anh ta lên kế hoạch để khiến cả hai phải cảm thấy tuyệt vọng. Trong khi đó Linter đã được dịch chuyển đến phía bên kia của cánh cổng, bỗng anh ấy bị giật mình bởi những vật thể nhọn phía dưới mặt đất. Mà sau đó Linter nhanh chóng phát hiện ra, Vivian lại đang bị mắc kẹt phía trên anh ta và miệng của cô ấy đang bị bịt lại và cô ấy đang cố gắng để thoát ra khỏi những xiềng xích. Tuy nhiên khi Linter vẫn đang cố xử lý tình hình lúc này, thì Linter bỗng cảm thấy thứ gì đó sau lưng mình, mà Linter quay đầu lại và thấy đây là một con quái thú ma thuật khổng lồ, mà con thú đang bước ra từ cánh cổng. Sau đó con quái vật lập tức phát ra một tiếng hú lớn, khiến Linter suýt ngã trên những cái gai phía sau anh ta linh tơ không ngờ rằng một quái thú ma thuật sẽ xuất hiện bên trong cánh cổng nhưng con quái vật không lãng phí thời gian và nhanh chóng lao về phía linh tơ và anh ấy biết rằng cần phải né tránh nếu không bản thân có thể chết linh tơ tập trung sức mạnh của mình và nhảy lên trước khi đòn tấn công tiếp cận anh ta và dựa trên những vết nứt trên mặt đất linh tơ biết con quái vật thực sự rất mạnh nhưng sau đó linh tơ nhận thấy rằng anh ta đã nhảy rất cao và anh ấy nhớ lại lúc trước nhờ việc hoàn thành nhiệm vụ mà cấp độ của anh đã tăng lên nên hiện giờ Linter đã là pháp sư hạng 2, nhưng anh ấy vẫn không ngờ rằng chỉ một cấp độ đã có thể cải thiện chỉ số của bản thân như thế này, nên sau đó Linter đã có được sự tự tin để có thể đánh bại con quái vật, nhưng ngay khi anh ta tiếp đất, nó đã lao đến chỗ Linter và cú cắn của con quái vật này suýt nữa đã lấy được mạng của anh ta, may mắn thay anh ấy đã có thể tránh được nó, vì thế cuối cùng Linter nhận ra, cơ thể anh có thể theo kịp tốc độ của con quái vật, mà khi Linter đã có khả năng tránh né, thì nhược điểm của pháp sư cũng bị loại bỏ, anh ta quyết định đánh trả. Sau đó Linter sử dụng kỹ năng quả cầu lửa của mình tấn công vào con quái vật, khiến nó ngã xuống trên những cái gai nhọn, và Linter rất vui bởi đòn tấn công của anh ấy đã có tác dụng, nhưng rồi những sợi xích đang giữ Vivian trên cao cũng bắt đầu gãy từng cái một, nên hiện giờ cô ấy đang rơi về phía những cái gai nhọn. Tuy nhiên khi Linter muốn ngăn nó lại thì anh ấy đã quá muộn, nhưng may mắn thay, một số sợi xích vẫn còn giữ được và nó đã cứu Vivian lần này, điều đó làm Linter nổi giận. Vì anh ấy tự trách bản thân mình đã quá tập trung vào cuộc chiến và anh ta đã quên mất Vivian, Linter bắt đầu phân tích về lý do tại sao dây chuyền đột nhiên bị đứt, mà Linter nhận thấy rằng con sói đã phá hủy một số gai nhọn khi nó rơi xuống và con sói vẫn còn sống, nên Linter đoán khi những cái gai bị phá hủy thì theo đó các dây xích cũng sẽ bị phá vỡ, vì thế Linter hiện đang nghĩ cách phá hủy các gai nhọn mà vẫn giữ cho Vivian an toàn, nên sau đó Linter bảo Vivian hãy đợi anh ta. Vì Linter sẽ nhờ các pháp sư khác trong học viện đến giúp đỡ, giờ đây, Vivian đang cố gắng nói điều gì đó với Linter, nhưng cô ấy đã bị bịt miệng nên không thể, mà Linter biết rằng, anh ta chỉ có thể đi ra ngoài cánh cổng một lúc, nhưng khi Linter quay đầu lại thì lối vào đã biến mất, nên anh ấy biết bọn họ đã bị mắc kẹt ở lại đây, và Linter cũng nhớ, đến người phụ nữ có khả năng là người đứng đằng sau cái bẫy này, cô ấy cũng là người đã đẩy Linter vào bên trong cánh cổng, vì thế anh ấy bắt đầu nghĩ tại sao lại có người muốn giết họ nhưng khi linter vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời thì con quái vật đằng sau anh ta đã đứng dậy và nó đang nhanh chóng vồ lấy linter nhưng anh dường như không muốn bận tâm vào lúc này nên ngay lập tức linter đã ném một quả cầu lửa khác vào con quái vật một thông báo hiện ra và nó nói với linter rằng anh ta đã đánh bại một bóng ma anh ấy cũng nhận được một số điểm kinh nghiệm từ điều này vì vậy linter đã hỏi hệ thống để biết thêm thông tin về bóng ma sói nhưng hệ thống báo cáo rằng linter cần phải tự bản thân mình tìm ra điều đó khiến anh ấy tức giận nên đã chụp lấy hệ thống và định ném nó đi. Nhưng sau đó Linter nhận thấy có thứ gì, mà nó là một quả cầu màu tím đã rơi ra khỏi cơ thể con sói, mà nó bay đến gần Vivian. Vì thế có vẻ như Linter đã phát hiện ra điều bí ẩn đó là gì. Bởi một khi con sói bị xử lý, quả cầu của nó sẽ đưa Vivian đến nơi an toàn. Vậy nên nếu Linter phá hủy những chiếc gai nhọn kia, thì những sợi dây xích sẽ hạ cô ấy xuống. Trong khi anh hài lòng với thông tin này, Linter lại nhận thấy thứ gì đó đằng sau một lần nữa thì ra là con bóng ma sói mà Linh Tơ đánh bại đã bị tách làm đôi. Điều này khiến anh ấy ngạc nhiên, vì điều này sẽ khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn. Mà sau đó Linh Tơ nhớ ra một thông tin tương tự trong tình huống này, nó nằm trong cuốn sổ tay học sinh của anh ấy. Đó là về khu vực thử nghiệm mà học sinh năm ba trở lên có thể tiến vào, là những trận đấu giả với ma thú. Và nếu ai đó có thể vượt qua bài kiểm tra, thì những người tham gia sẽ tự động được đưa ra ngoài. Vì vậy Linh Tơ nghĩ rằng, có lẽ cánh cổng này cũng hoạt động như vậy và bây giờ, anh ấy cũng không có lựa chọn nào khác, ngoài việc chiến đấu với những con quái vật này. Và cứ thế sau một lúc, Linter tiếp tục nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, mỗi khi anh ta đánh bại nhiều con sói hơn. Tuy nhiên Linter dự định tiếp tục công việc này, cho đến khi Vivian được chuyển đến một địa điểm an toàn. Nhưng theo thời gian, những con thú này bắt đầu gây sát thương lên cơ thể của Linter, và những con bóng ma sói đã bị chia ra quá nhiều. Nên bây giờ anh ấy đã bị bao vây và bị ép tới rìa của vách đá, mà tất nhiên Linter biết cuối cùng việc như này cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên khi một con sói lao về phía anh ta, Linter bỗng nhớ tới việc bản thân có thể sử dụng tất cả kỹ năng từ con rồng, cũng như quả cầu lửa, Linter có thể sử dụng khiên chắn và kỹ năng móng vuốt, nên sau đó Linter đã lập tức sử dụng kỹ năng khiên và tạo ra một chiếc khiên nhỏ để chặn đòn tấn công của bầy sói, nhưng khi con sói tiếp tục tấn công, chiếc khiên đã bắt đầu nứt ra, theo đó những con sói khác cũng bắt đầu tiến lên và Linter không muốn bản thân phải kết thúc như này, nên anh ấy đã cố gắng vật lộn và sau đó linter có thể khiến một con sói rơi xuống vách đá tiếp đó linter đã sử dụng một kỹ năng khác gọi là móng vuốt và anh ấy đã sử dụng nó để chống đỡ những con sói còn lại đột ngột linter thấy một thông báo rằng anh ta đã đánh bại một con sói nhưng từ góc nhìn của linter thì anh ta không hề gây ra nhiều sát thương khi sử dụng kỹ năng móng vuốt lúc này một quả cầu màu tím xuất hiện phía sau anh ta nên linter nhận ra rằng con sói rơi xuống vách đá kia đã không thể sống sót và đã hoàn toàn bị đánh bại với điều này Linter biết mình cần phải làm gì để vượt qua thử thách này, anh ấy đã kích hoạt phép thuật lửa của mình cùng với kỹ năng móng vuốt để Linter có thể đối mặt trực tiếp với tất cả những con sói ma này, miễn là Linter có thể khiến chúng phải rơi xuống vách đá, bởi anh ấy biết rằng bản thân có thể giành được chiến thắng này, và cứ thế từng con sói một được Linter ném xuống đúng theo kế hoạch của anh, cho đến một lúc cả bảy sói đã bị đánh bại, và cùng lúc Vivian được giải thoát khỏi xiềng xích đang giam giữ cô ấy, sau đó Linter đã an ủi cô và nói bây giờ mọi thứ đều ổn. Và vì họ đã đánh bại bầy sói, nên Linter đang mong đợi họ sẽ được dịch chuyển quay trở lại, nhưng bỗng cả hai đều nghe thấy âm thanh gì đó, mà trước mặt họ giờ đây là một cầu thang đi xuống đột nhiên xuất hiện bên trong cánh cổng. Sau đó Vivian đã chữa lành vết thương cho Linter bằng phép thuật của mình, cô ấy cũng bắt đầu khóc và xin lỗi Linter vì cô đã khiến anh ấy gặp rắc rối này. Tuy nhiên Linter nói với cô ấy rằng Vivian không cần phải xin lỗi, vì đây không phải là lỗi của cô, ngoài ra ngay bây giờ họ có nhiều vấn đề hơn để giải quyết bởi họ đã tìm thấy một cầu thang đi xuống và thậm chí họ không được dịch chuyển trở lại, Linter nghĩ thử thách vẫn chưa kết thúc, nên anh đã hỏi Vivian liệu cô ấy có biết điều gì về nơi được gọi là Vương quốc thử thách này không, nhưng Vivian xin lỗi một lần nữa, vì cô ấy không quen thuộc với nơi này, bởi thông tin chi tiết chỉ dành cho các học sinh cuối cấp, vậy nên cả hai đều không có bất kỳ thông tin nào về Vương quốc thử thách cả, Linter nói với cô ấy, họ phải tự mình tìm ra nó, anh cũng đã hứa với Vivian rằng anh sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng cô gái này đã từ chối điều đó, và cô tập trung ma thuật lại xung quanh mình và nói với Linter, cô ấy sẽ chiến đấu với anh ta, khiến Linter rất ngạc nhiên, nhưng đột ngột một con rơi không biết từ đâu xuất hiện, làm cho cô gái tỏ ra ngầu phải chạy ra núp sau lưng Linter, để cho anh ấy bảo vệ mình. Tất nhiên nhân vật chính đã không lãng phí cơ hội để trêu chọc cô ấy, sau đó cả hai người đi xuống cầu thang, mà càng xuống sâu sương mù xung quanh họ cũng bắt đầu trở nên mỏng hơn nhiều, và Vivian cũng nghe thấy một số âm thanh đó là cầu thang phía sau bọn họ đã bắt đầu sụp xuống, vì thế hai người họ buộc phải chạy để thoát thân, nhưng vô ích bởi cuối cùng bọn họ cũng ngã xuống, mà khi Linter định triệu hồi di ra để ngăn họ rơi xuống, thì sau đó Vivian đã sử dụng kỹ năng đôi cánh ma thuật của mình, và cô ấy đã bế Linter theo kiểu công chúa, mà đưa anh ta đến nơi an toàn, khiến Linter cảm thấy nhẹ nhõm, vì anh không biết cô gái này có thể sử dụng phép thuật gió mạnh mẽ đến như vậy, theo đó hệ thống đã phá hỏng tâm trạng của anh lúc này. Nó chúc mừng Linter hoàn thành nhiệm vụ của mình, với điều này, anh ấy cũng lên cấp nhưng Linter không học được bất kỳ kỹ năng nào, vì rồng lửa vẫn còn tức giận về việc không có môi trường sống lớn hơn. Sau một thời gian Vivian và Linter đã xuống đến tận cùng của vương quốc này, và rồi ở ngay trước mặt bọn họ, có một lối đi dẫn đến một cánh cổng, mà xác của những con sói ma cũng ở đây. Linter nghĩ chắc chắn ai đó sẽ không để họ đi dễ dàng như vậy, nên Linter yêu cầu Vivian lùi lại, trong khi anh ấy kiểm tra xem có bất kỳ cái bẫy nào ở đây không. Vì thế Linter ném một hòn đá, mà sau đó viên gạch bị ném trúng bằng hòn đá, nó bắt đầu kích hoạt bức tượng phía trên cổng và sử dụng một phép thuật phóng về phía Linter và Vivian, tuy họ hầu như né được đòn tấn công đó, nhưng nó khiến Linter khó chịu, bởi vì thay vì tấn công vào vị trí của viên gạch, nó lại tấn công bọn họ, mà tiếp theo trước sự chứng kiến của cả hai người, bức tượng bắt đầu nứt vỡ và biến thành một con sói trắng nhỏ, nhìn thấy cảnh này làm Linter nhớ lại lúc rồng lửa mới nở, cả hai người họ đều nghĩ rằng nó rất dễ thương nhưng sự thật đằng sau sự dễ thương này là một sức mạnh chết người. Ngay lập tức con sói con hú lên, và nó gửi sóng âm thanh khắp nơi đến những con sói ma, nên sau đó chúng bắt đầu di chuyển trở lại, bởi chú sói con đã hồi sinh những con sói ma. Vì thế Linter nhận ra rằng để thoát khỏi nơi này, họ cần phải đánh bại con sói trắng trước tiên, nên Linter bắt đầu tấn công những con sói ma bằng kỹ năng móng vuốt của mình. Vivian cũng nghiệm một câu thần chú để giúp Linter xử lý những con sói ma, mà sau đó câu thần chú tiếp tục tiến đến tấn công con sói trắng. Nhưng nó hoàn toàn dễ dàng bị chặn lại, vì thế khiến cho Vivian bắt đầu đánh mất hy vọng chiến thắng, bởi cô ấy nhận ra con sói trắng có kỹ năng khiên miễn sát thương. Vivian đột nhiên nhớ lại ký ức trong quá khứ, cô ấy đã được giải cứu khỏi một quái thú quỷ thuộc hạng 8 có khả năng miễn nhiễm ma thuật. Tất cả những người ở cùng cô ấy đã chết và Vivian là người duy nhất sống sót, và ký ức tàn khốc đó luôn gây ám ảnh với cô. Nhưng Lin Tơ quyết không bỏ cuộc, anh nói với cô rằng, miễn là anh ấy còn ở đây. Linter sẽ tìm cách sống sót và chiến thắng thử thách này, bởi Linter đã thề rằng, anh ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy. Cùng khung cảnh này làm Vivian nhớ lại một phần ký ức của cô lúc trước, là cảnh tương tự khi cô được bảo vệ, bởi một người anh hùng khỏi quái vật ma quỷ này, nên Vivian biết bản thân không thể đứng nhìn. Trong khi Linter đang cố gắng hết sức để giúp cô sống sót, Vivian bắt đầu cầm quyền trượng của mình lên, và một lần nữa cô lấy hết can đảm mà tin rằng, bản thân cô không còn là đứa trẻ bất lực như trước nữa và cô gái lập tức đập đầu con sói ma xuống đất, khiến Linter và cả bầy sói đã bị sốc, bởi Linter không ngờ cô ấy sẽ sử dụng các đòn tấn công vật lý, nhưng cơ hội nhỏ này còn hơn thế nữa, nó đủ để Linter có một ý tưởng về cách họ có thể đánh bại con sói trắng. Linter nói với Vivian rằng, anh ta sẽ thi triển một quả cầu lửa để mở ra một con đường, trong khi đó công việc của Vivian là cầm chân bầy sói trong 30 giây để Linter thực hiện kế hoạch của bọn họ. Ngay lập tức Linter ném một quả cầu lửa, khiến hầu hết các con sói ma đều bị dính đòn. Tiếp đó cả hai đều tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách về phía sói trắng, mà Linter nhanh chóng nhảy đi, trong khi Vivian đang chạy về phía cánh cổng, và lý do Linter nghĩ ra ý tưởng thông minh này, bởi ma thuật không thể chạm tới sói trắng. Sau đó, Linter sẽ sử dụng nắm đấm của mình, mà cùng lúc con sói trắng cũng kích hoạt khiên chắn. Tuy nhiên, uy lực đấm của Linter đã có hiệu quả, nó đã cho anh cơ hội để tiêu diệt con sói trắng, vì thế Linter đã tung liên tục nhiều cú đấm hơn nữa, cuối cùng vòng tròn ma thuật bảo vệ con sói cũng bắt đầu nứt vỡ. Trong khi đó Vivian đang bận rộn chống lại lũ sói bằng cây trượng của mình, thì cũng là lúc Linter nói lời tạm biệt với sói con. Ngay lập tức Linter ném một quả cầu lửa và đốt cháy con sói trắng đó, mà anh ta không quên kiểm tra xem Vivian có ổn không. Nhưng sau khi đánh bại con sói trắng, thì theo đó đám sói ma cũng chết cùng, và hệ thống hiện lên chúc mừng Linter vì đã đánh bại một con trùng quái vật. Anh ta đã đạt được danh hiệu mới tên là vua sói. Linter cũng nhận được một kỹ năng, có thể triệu tập một bầy sói để chiến đấu cho anh ta và nhận được một kỹ năng mới gọi là nắm đấm lửa ma thuật, mà Vivian nhanh chóng đến gặp Linter. Cô ấy nói với anh ấy rằng, cánh cổng này dường như là lối ra thực sự, nên Linter là người phải thử kiểm tra nó đầu tiên. Vào lúc này, Vivian nhìn thấy nhiều vết thương trên người Linter, bởi anh chàng này đã phải liên tục chiến đấu kể từ khi họ bước vào cánh cổng này, khiến cô ấy lại khóc và cố gắng xin lỗi Linter lần nữa. Vì thế anh ta trêu chọc Vivian về việc liên tục xin lỗi không ngừng, rồi anh nắm lấy tay Vivian và nói, những vết thương này quá nhỏ để lo lắng mà Linh Tơ nở nụ cười và kéo Vivian về phía cánh cổng, khiến cô ấy trở nên rất hạnh phúc. Sau đó cả hai được dịch chuyển trở lại thế giới của họ. Một thông báo cũng chúc mừng bọn họ vì đã vượt qua thử thách. Cả hai cũng được xếp hạng khi vượt qua nơi này. Lin Lan được xếp hạng A cộng, Vivian Ma Son được xếp hạng B trừ. Mà nhanh chóng Linh Tơ nhận thấy các vết thương của bản thân đã biến mất. Sau sự cố đó, Linh Tơ phát hiện ra rằng chỉ có hai cách để rời khỏi vương quốc thử thách. Đầu tiên, đó là vượt qua thử thách. Thứ hai, là chết đi. Đó là hai lựa chọn mà các học sinh cũng không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Bởi vì vương quốc thử thách này chỉ là một ảo ảnh. Nên ngay cả khi ai đó chết bên trong, thì họ sẽ được đưa trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Linter đã tìm ra những thông tin này khi anh trở về nhà. Và Nicola đọc nó cho anh ấy nghe. Linter nghĩ rằng anh ấy vẫn nên thầm biết ơn. Vì đã chiến đấu để thoát khỏi nơi đó, vì nếu trải qua cái chết thì vẫn không phải là một ý tưởng tốt sau khi vụ việc xảy ra tin đồn bắt đầu lan truyền trong học viện các học sinh đang nói về việc linter vượt qua thử thách và anh ta thậm chí còn đạt được điểm cộng hội đồng nhà trường cũng quyết định để linter kiểm tra lại sức mạnh ma thuật của anh một lần nữa rất nhiều học sinh đang chờ đợi kết quả mới và tất cả họ đều bị sốc vì tài năng của linter và mối liên kết với nguyên tố lửa đã tăng lên cấp trung bình tất nhiên những học sinh đó nghĩ điều này là không thể nào và anh chàng này thì quá mệt mỏi với những tin đồn về linter anh ta yêu cầu các học sinh kia chấm dứt bàn tán những tin đồn này, nên đám người hội học sinh ngừng nói chuyện và khiến căn phòng nhanh chóng chìm trong sự im lặng khó xử. Sau đó, Style quyết định tự mình kiểm tra tin tức xem tin đồn có thực sự đúng hay không. Mặt khác, Linter đột ngột cảm thấy ớn lạnh vì điều này, và anh ta đang đàm phán với một thương nhân, bởi Linter đang cố gắng bán 50 chai thuốc ma thuật, mà giá bán anh đề nghị ban đầu là 20.000 đồng vàng. Linter biết rằng số tiền đó rất lớn, nhưng lập tức người thương nhân đã đưa cho anh ta nhiều hơn mà người thương gia cũng hỏi Linter, liệu anh ấy có thể là nhà cung cấp thường xuyên của họ không, bởi vì lọ thuốc của Linter là lọ thuốc chất lượng cao nhất mà ông ta từng thấy, trong khi đó Linter mang theo một túi vàng lớn trên người, khiến anh cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn, bởi Linter đã dự định sẽ nâng cấp môi trường sống lớn hơn cho rồng lửa. Nên ngay khi anh ấy quay trở lại trang trại rồng, thì môi trường sống của Ziza luôn chờ đợi từ lâu, thì cuối cùng đã được xây dựng xong, và con rồng lửa rõ ràng rất yêu thích môi trường sống lớn hơn của mình nên nó đã lao ngay vào dung nham, khiến một số dung nham bắn tung tóe về phía Linter, còn Ziza thì bắt đầu cười, bởi đây là cách rồng lửa nói lời cảm ơn với chủ nhân của mình. Và vì Linter đã xây dựng một môi trường sống cấp độ trung bình, nên anh ấy đã nhận được kinh nghiệm vào vàng, Linter cũng được mở một khu vực mới được gọi là sân huấn luyện rồng, làm mắt cả hai người họ sáng bừng lên ngay khi nghe thấy điều này, mà cả hai quyết định cùng lập tức đi kiểm tra nó. Sau khi Linter búng tay, họ nhanh chóng được dịch chuyển đi. Linter đã mong đợi điều gì đó ở trong khu vực mới, mà anh ấy nghĩ rằng sẽ có một khóa học bay nguy hiểm và thậm chí là một đấu trường để họ tập luyện, nhưng khi Linter mở mắt ra, thì đây là nơi họ được chuyển đến, làm cả hai đều phải thất vọng. Lúc này hệ thống tiết lộ khu vực đào tạo sẽ ngày càng lớn hơn và khó hơn nữa khi cả hai cùng lên cấp, Linter thậm chí có thể mở khóa cả đấu trường thần rồng, nếu anh ấy hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đào tạo. Và đối với lần đào tạo đầu tiên, hệ thống thông báo với Linter rằng anh ta cần phải đào tạo bằng cách vẫy cây gậy trêu rồng một nghìn lần. Đây giống như món đồ chơi mà người ta thường dùng cho mèo của họ, nhưng chúng ta có thể thấy hiệu ứng cây gậy này thực sự hiệu quả, vì con rồng lửa đáng sợ và hợm hĩnh đột nhiên trông giống như con thú cưng, mà bất cứ ai cũng có thể nựng. Tuy nhiên, trước khi Di Gia có thể tận hưởng món đồ chơi, Linter đã đánh rơi cây gậy, vì anh ấy than vãn với hệ thống về công việc đào tạo vô ích như này, nên điều đó đã làm tan nát trái tim của rồng lửa. Di Gia buồn bã nghĩ rằng chủ nhân của mình không muốn chơi với nó mà khung cảnh này làm Linter nhớ lại những lần anh ta cố gắng xin bố chơi cùng bản thân mình, nhưng anh ấy cảm thấy con rồng lửa còn cô đơn hơn nữa, vì Zira là con rồng duy nhất trong trang trại rồng, bởi Linter cũng phải dành thời gian để ra ngoài cho việc học tập ở học viện, với điều này, Linter lại nhặt cây gậy lên, mà sau đó cả hai người họ cùng tận hưởng khoảng thời gian luyện tập này, Zira tiếp tục đuổi theo cây gậy và Linter đang tiến bộ với nhiệm vụ của mình, anh ấy đã bắt đầu mệt mỏi sau khi vung cây gậy hơn 700 lần. Nhưng Linter không thể bỏ cuộc vì đây là một nhiệm vụ từ hệ thống. Mà ngay khi anh ấy đạt đến cú vung thứ 1.000, một cái gì đó đã thay đổi trong vòng một giây ngắn ngủi. Bởi Linter cảm thấy rằng một con rồng lửa hùng mạnh đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Với áp lực đó, khiến Linter cảm thấy không thể di chuyển cơ thể của bản thân mình. Nhưng sau đó, rồng lửa đã thành công trong việc lấy được cây gậy từ chủ nhân của mình. Cùng lúc hệ thống chúc mừng Linter đã hoàn thành bài kiểm tra, mà áp lực Linter cảm nhận được trước đó là kỹ năng mới nhất của rồng lửa mà nó được gọi là uy áp của rồng. Linter cũng trang bị kỹ năng này vì cấp độ của anh ta đủ cao, bởi uy áp của rồng sẽ có một chút cơ hội làm tê liệt bất kỳ sinh vật nào có cấp độ thấp hơn Linter. Theo đó sân tập cũng được mở rộng, Linter bắt đầu nghĩ xem khu vực này sẽ ra sao. Sau khi anh ấy mở khóa tất cả các khu vực mà Linter cũng đang mong chờ xem đấu trường thần rồng sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc này anh ấy phải nói với Ziza rằng đã đến lúc Linter phải đi mà nhân vật chính cố gắng nói lời tạm biệt bằng cách xoa bụng con rồng lửa của mình nhưng tất cả những gì linter nhận được là một cái quất roi mạnh mẽ ở đuôi giúp anh ta bay đi thật cao không lâu sau linter tiếp tục cuộc sống của mình với tư cách là một học sinh trong học viện bởi giáo sư Yisa đã thực hiện đúng lời hứa của cô ấy nên linter có thể tham gia vào lớp học của cô mà một số bạn cùng lớp của linter cũng bắt đầu thích anh ấy đặc biệt là anh chàng chó này linter đã mong đợi để kết thúc học kỳ của mình một cách yên bình nhưng rồi anh phát hiện ra điều gì đó, khi giúp Vivian dọn dẹp thư viện, Linter đã nhìn thấy vòng tròn ma thuật khổng lồ đằng sau một bức màn, mà Linter hoàn toàn quen thuộc với vòng tròn ma thuật đó, vì nó được tạo ra bằng mana của cha anh ta, nhưng khi Linter chạm tay vào vòng tròn ma thuật, thì đột nhiên anh ta biến mất, Linter được dịch chuyển sang phía bên kia của vòng tròn ma thuật, sau đó anh ấy nhìn thấy thứ gì đó bên trong căn phòng, khiến Linter trở nên hoảng hốt, vì trước mặt anh ấy là một bộ xương rồng vẫn đang bị giam giữ, bởi một số sợi dây xích linh tơ nghĩ tại sao học viện lại có thứ như thế này lập tức một nhiệm vụ mới xuất hiện hệ thống nói với linh tơ rằng anh ta cần phải hoàn thành điều ước cuối cùng của rồng đang ngủ đây là nhiệm vụ chính của quả trứng rồng nước nhiệm vụ cần linh tơ phải phá vỡ xiềng xích và giúp con rồng di chuyển nên anh ấy đã niệm chú phép thuật lửa để cố gắng phá nó nhưng lửa không thể làm tan chảy sợi xích vì thế linh tơ quyết định kiểm tra chất liệu nào tạo ra sợi xích đó nhưng ngay khi anh ta bước đến gần con rồng thì anh đã đánh thức con rồng xương làm nó bắt đầu vùng vẫy mà Linter đoán rằng nó đã trở thành một con ma, sau đó nó nhanh chóng tấn công Linter, mà anh đã cố gắng che chắn bằng kỹ năng khiên, nhưng kế hoạch của Linter đã thất bại và cuộc tấn công của con rồng xương đã xuyên qua, may mắn thay Linter có thể sống sót bởi con rồng bỗng nhiên dừng lại, mà nhìn đòn tấn công bất ngờ đang ở rất gần mình, khiến Linter có chút sợ hãi, nên anh ấy bắt đầu lùi lại và cảm ơn những sợi xích đã cứu mạng mình, Linter cũng chửi rủa với hệ thống vì nó thậm chí không cảnh báo cho anh ta, nhưng khi anh ấy còn tranh luận với hệ thống, thì Linter nghe thấy giọng nói của con rồng, mà Linter có thể hiểu được nó, bởi vì anh ta có kỹ năng ngôn ngữ rồng, mà con rồng dường như lại đang tìm kiếm đứa con bị mất của nó, nên sau một lúc Linter bắt đầu hiểu được tình hình, là lý do tại sao con rồng vẫn chưa thể di chuyển, và Linter cũng thử giao tiếp với nó, bởi Linter nghĩ con rồng sẽ nghe thấy anh ấy, nhưng cho dù anh ta có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, thì con rồng cũng phớt lờ mà liên tục gọi đứa con của mình, Linter nhận ra rằng phương pháp này là vô ích. Mà khi Linter nhìn quanh căn phòng để tìm thêm nhiều manh mối hơn về nó, sau đó anh ấy tìm thấy một cuốn ma đạo thư, Linter mở nó ra và một thứ hiện ra, đó là ảnh ba chiều của ông Oliver cùng cha của anh ấy, nên Linter phát hiện ra nơi này là phòng thí nghiệm của họ, nhưng khi anh ấy xem thêm các trang khác, Linter thấy chúng hoàn toàn trống rỗng, khiến anh nhớ tới cuốn sách mà ông Oliver đã đưa cho anh, nên Linter nghĩ cuốn sách đó cũng là kết quả nghiên cứu của họ. Linter biết rằng những con rồng xấu xa nên bị giết, nhưng cha anh ta có quan điểm khác ông ấy đã chiến đấu chống lại đồng loại của mình để giải phóng bọn chúng. Mà Linter cũng nhớ lại lần ngày Oliver đến gặp anh và nói, về vấn đề của cha Linter, khi nào anh ấy có thể đạt tới cấp độ của một pháp sư cấp bậc hiền nhân, thì ông ta sẽ giúp Linter, cách làm thế nào để gột rửa tên cho gia đình của anh. Nhưng vì Linter chưa thể chứng minh được điều gì, nên Linter đã từ bỏ việc kết luận vào lúc này, anh ấy cần tập trung vào thu thập thêm thông tin về nơi này, về con rồng xương, sau đó Linter đã ra khỏi vòng tròn ma thuật. Không lâu sau, anh ta tìm Vivian và hỏi cô ấy liệu có cảm thấy điều gì kỳ lạ trong bức tường này không, mà Vivian chỉ nhận thấy là linter đã không lau chùi nó đúng cách, nên linter bắt đầu hỏi các học sinh khác về con rồng xương, nhưng anh ta phát hiện ra rằng không có tin đồn nào về rồng ở học viện cả, vì thế linter đã đến hỏi giáo sư Jisa, nhưng khi được hỏi điều này, thì giáo sư đã im lặng một lúc, sau đó cô ấy nói với linter, điều anh ta hỏi là không thể, bởi vì rồng là những sinh vật rất mạnh và không ai có thể mang chúng vào học viện, cô ấy cũng nói với Linter, thay vì lãng phí thời gian của mình với những câu chuyện truyền thuyết, thì anh nên chuẩn bị tinh thần, vì học viện sẽ cho Linter một kỳ thi đặc biệt khác, nếu Linter có thể vượt qua kỳ thi này, thì anh ấy sẽ có thể tham gia vào tháp thử thách pháp sư, một vương quốc khó khăn hơn vương quốc thử thách lúc trước, bởi nơi đó là một vương quốc thử thách khó khăn nhất, ngoài ra tháp thử thách pháp sư là một kiệt tác, được tạo ra bởi pháp sư cấp hiền nhân duy nhất trong học viện, tên là Dingladstone Bên trong tòa tháp này, những con quái vật nguy hiểm hơn luôn rình rập xung quanh, mà ẩn chứa những khó khăn và để giải quyết vấn đề này một mình là gần như không thể đối với các học sinh, nhưng hàng năm những người có tiềm năng có thể hoàn thành tháp sẽ được chọn và họ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt như huân chương danh dự. Linter nghĩ rằng anh đã nghe những điều đó ở đâu rồi? Giáo sư Sa giải thích tiếp, huân chương danh dự là phần thưởng do đích thân nhà vua trao tặng, những người nhận được nó có thể giảng dạy trong học viện, thậm chí họ có thể có cơ hội học tập trong thư viện hoàng gia cô ấy cũng nói với linh tơ rằng anh có thể có nhiều cơ hội tìm hiểu về rồng hơn nếu anh ta có quyền truy cập vào thư viện hoàng gia giờ đây linh tơ nhận ra đây có thể là gợi ý của giáo sư jisa linh tơ có thể biết được bí ẩn về rồng xương và cuốn ma đạo thư lần trước khi biết điều này linh tơ đã háo hức hỏi giáo sư của mình về các chi tiết cho kỳ thi bổ sung mà sau đó cô ấy nói với linh tơ bài kiểm tra sẽ là việc anh ta cần phải đánh bại cô trong một trận chiến nhưng chỉ bằng cách nhìn vào thứ hạng của cô ấy linh tơ biết từ đầu anh đã là người gặp bất lợi bởi giáo sư của anh ấy đã là một pháp sư hạng 6, và bây giờ cô ấy chỉ đơn giản là muốn chiến đấu với hạng 3. Tuy nhiên trước khi Linter có thể cào nhào thêm nữa, bởi Jisa nói cô ấy sẽ triệt tiêu sức mạnh của mình bằng với cấp bậc của anh. Ngoài ra Linter vẫn còn một tháng để chuẩn bị cho thử thách này, và cô ấy rất mong đợi màn trình diễn của anh ấy. Ngay đó một nhiệm vụ mới được đưa ra bởi hệ thống, không thể là gì khác, nó yêu cầu Linter đánh bại giáo sư của mình, mà không sử dụng bất kỳ phép thuật rồng nào. Trở về nhà của Linter, ban đầu anh nghĩ, một giáo sư hạng 3 đấu với một học sinh hạng 3 có vẻ hợp lý, nhưng anh ta vẫn gặp bất lợi, vì sự hiểu biết về phép thuật của Jisa là lớn hơn rất nhiều so với Linter. Trên hết, thuộc tính của Jisa là nước, còn của anh ta là lửa. Nhưng Linter vẫn không thể bỏ cuộc, anh ấy dành thời gian của mình ra để học, và tìm kiếm các cách thức cũng như kỹ thuật để chống lại ma thuật nước. Linter cũng bắt đầu học phép thuật lửa cao cấp, tuy nhiên tự bản thân luyện tập các câu thần chú dường như không thể thay đổi nhiều, nên Linter cũng nhờ dòng lửa hỗ trợ anh ta trong quá trình đào tạo cứ thế mỗi ngày hai bọn họ luyện tập càng nhiều hơn nữa, càng giúp Linter trở nên nhanh nhẹn hơn trong việc sử dụng phép thuật lừa. Ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn, thì mối quan hệ của dòng lửa và Linter đã dần được cải thiện. Và sau một tháng, ngày kiểm tra đã đến. Một số các học sinh vẫn còn nghi ngờ trận đấu này và Vivian thì đang bận rộn bảo vệ hình ảnh cho Linter khỏi những lời bàn tán đó. Trận đấu sắp diễn ra người đầu tiên nhận sát thương bởi phép thuật hoặc bị loại khỏi vòng tròn sẽ thua trận. Ngay lập tức hai người họ đã bắt đầu sử dụng phép thuật của mình. Trong khi Linter phóng đi rất nhiều quả cầu lửa, thì giáo viên Zisa cũng làm điều tương tự. Cô ấy sử dụng nhiều quả cầu bóng nước, nhưng khi hai phép thuật của họ xung đột, thì cô Zisa vì có thể tạo ra nhiều quả bóng nước hơn, cho dù cô giáo sư đang kìm nén sức mạnh của mình. Cô ấy vẫn chế ngự được Linter, mà Zisa cũng không để Linter nghỉ ngơi, vì cô ấy đã sử dụng một câu thần chú khác gọi là điệu nhảy của con rắn bạc, mà Linter cũng đáp trả bằng đòn tấn công được gọi là vòng lửa, mà kỹ năng này có thể làm bốc hơi đòn tấn công của Zisa nên cô ấy bắt đầu khen ngợi Linter về sự hiểu biết của anh ta với các thuộc tính, nhưng điều này là không đủ, cô ấy đã sử dụng thêm một phép thuật nước hạng 3 có tên là thủy triều, Linter đã phản công bằng phép thuật lửa hạng 3 của chính mình, có tên là lửa mùa xuân, phép thuật của hai người thực sự khắc chế lẫn nhau, mà cuối cùng lửa mùa xuân của Linter đã bị đẩy lùi, nhưng nó đã khiến các khán giả phải kinh ngạc, vì Linter đã có thể chống đỡ tới lúc này ở cuộc đấu, giáo sư Di Sa nghĩ rằng học sinh của mình đã đến lúc phải bỏ cuộc tuy nhiên ánh mắt của linter mách bảo cô rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu bởi linter đã cố tình đốt lửa trở lại để dẫn dòng nước lên trên mà anh ta kiểm soát phép thuật của cả hai người họ ngay lập tức tiếp đó là nhiều phép thuật lửa xuất hiện xung quanh cô di sa sau đó linter cảm ơn cô ấy vì đã cho anh ta đủ thời gian để chuẩn bị câu thần chú lửa đặc biệt này và nó được gọi là lửa thiên thạch theo đó là vô số quả cầu lửa mạnh mẽ nhắm về phía cô di sa mà rơi xuống nhưng cho dù nó có đến gần thì giáo sư di sa lại nở nụ cười thầm khen học sinh của mình vì loại phép thuật này là gần như không thể học được bởi một pháp sư hạng 3, sau đó nhanh chóng một vụ nổ lớn diễn ra được nhìn thấy trên chiến trường. Tuy nhiên khi khán giả bắt đầu cho là Linter đã chiến thắng, thì khi đám khói bụi lắng xuống, một bóng người hiện ra chính là giáo sư Jisa, cô ấy không hề bị thương, mà ngược lại, cô đang thực hiện một ma thuật khác được gọi là ảo ảnh hoa nở ban đêm. Các học sinh đã rất ngạc nhiên bao gồm cả Vivian, sau đó anh chàng học sinh này giải thích rằng, chỉ những ai đã ký khế ước với tinh linh mới có thể sử dụng câu thần chú này làm Linter bắt đầu nghi ngờ về câu thần chú đó có thực sự là hạng ba không, mà Kojisa nhanh chóng quay đầu đi, và cảnh báo Linter, nếu anh ấy cứ tiếp tục chờ đợi câu thần chú của cô, thì sẽ rất nguy hiểm, vì khi nó hoàn thành thì toàn bộ đấu trường sẽ bị nuốt chừng bởi phép thuật của cô, ngay lập tức một làn sóng nước khổng lồ lao về phía Linter, khiến anh ấy nhớ lại khái niệm về con sói trắng miễn nhiễm với ma thuật. Linter nghĩ, khái niệm về câu thần chú của giáo sư Jisa cũng giống như vậy, và vì Linter không còn con bài tẩy nào nữa, nên Linter nhảy về phía Jisa rồi sử dụng kỹ năng nắm đấm lửa của mình, điều đó làm Jisa mất cảnh giác, bởi cô ấy không ngờ Linter có thể ngay lập tức nghĩ ra chiến lược này, mà ngay khi Linter phá vỡ kết giới, anh ấy đã sử dụng một phép thuật lửa khác gọi là rắn lửa, nên Jisa nhanh chóng đáp trả bằng kỹ năng thác nước của mình, điều này khiến Linter choáng ngợp và anh ta không có cơ hội để phản ứng lại, cú va chạm đã thổi bay anh ấy ra khỏi đấu trường, nhưng khi Vivian và học sinh chó đều cho rằng Linter đã thua thì sau đó Jisa lên tiếng và nói với họ, cô ấy mới là người thua trận đấu này, vì Linter đã ép cô ấy sử dụng phép thuật cấp cao hơn và khiến cho cô Jisa phải nhìn Linter như một đối thủ thực sự, giờ đây, cô ấy đang mong chờ về sự phát triển mà Linter sẽ đạt được trong tương lai, cô thừa nhận thất bại và thông báo rằng Linter là người chiến thắng, với điều này, Linter đã được thông qua bài kiểm tra, cũng như hoàn thành một nhiệm vụ khác cho quả trứng rồng nước. Sau ngày hôm đó, nhà vua đến thăm học viện mà Linter là một trong số những học sinh may mắn được gặp trực tiếp bệ hạ, nhà vua đã chào đón bọn họ và nói, họ là trụ cột cho tương lai của đế chế, ông ta cũng cho họ xem huân chương danh dự mà họ có thể nhận được khi hoàn thành tháp thử thách, với điều này, làm các học sinh vui mừng mà phấn khởi, giờ đây họ sẽ phải cố gắng hết sức để nhận được sự công nhận đặc biệt này. Không lâu sau khi bọn họ đang xếp hàng để tiến vào cánh cổng, nhưng một số học sinh vẫn còn nghi ngờ khả năng của Linter, tuy nhiên một người khác đã lên tiếng bởi anh ta đã tận mắt thấy Linter chiến đấu với giáo sư Di Sa lúc trước, và bảo vệ cho Linter. Trong khi đó, một học sinh khác ở phía sau cũng quan tâm đến sự hiện diện của Linter, mà cô gái đang nghi ngờ Linter hóa ra là thành viên thuộc hội học sinh. Cô ấy nói chủ tịch của mình là, Augustine sẽ kiểm tra kỹ năng của anh bên trong tòa tháp, mà Linter nhớ người đàn ông đó, vì lúc trước Linter đã tự hỏi làm cách nào để có thể đánh bại được anh ta. Cùng lúc này nhiệm vụ trước đó lại hiện lên một lần nữa, mà nó vẫn yêu cầu Linter đánh bại Augustine. Mà thật ra nếu hệ thống không nhắc thì Linter đã quên nó mất rồi, sau đó dám khảo hét lên tên của anh ấy, nên Linter đã tiến vào cánh cổng. Lập tức anh ta đã được dịch chuyển đến phía bên kia, mà nơi Linter được đưa đến là tầng đầu tiên của tháp thử thách pháp sư, và anh ấy nghĩ rằng nơi này trông giống như một nơi ở thế giới khác, mà trước khi bước vào, Linter cũng nhận được bản đồ từ giáo sư của mình, tòa tháp bao gồm 9 tầng, và những điểm dịch chuyển tức thời có thể tìm thấy trên bản đồ ở 3 tầng đầu tiên. Còn nữa khu vực này không có ma thú canh giữ các địa điểm đó, nên Linter tóm lại đây là những điểm an toàn, mà học sinh sẽ chỉ bị loại nếu có quái thú ma thuật giết họ, hoặc bọn họ bị giết bởi các học sinh khác. Sau một lúc, Linter đã tích lũy khá nhiều điểm bằng cách đánh bại những con ma thú mà cấp độ ma thú bằng với thứ tự tầng của tòa tháp. Ngoài ra anh ấy đã tiến đến tầng thứ ba từ lúc nào anh cũng không để ý. Sau đó Linter sử dụng điểm dịch chuyển tức thời ở tầng 3, để anh ta được dịch chuyển lên tầng 4. Linter biết rằng bắt đầu từ đây anh cần phải cẩn thận hơn nữa, mà đằng sau là một bóng hình đã đợi Linter ở đây từ rất lâu. Trong khi đó ở bên ngoài tòa tháp, nhà vua vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, giáo sư Jisa cũng đang nhìn chằm chằm vào tòa tháp, họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra bên trong, nhưng họ có thể thấy vị trí của các học sinh hiện đang ở đâu, nhờ vào những chiếc đèn lồng bên ngoài tòa tháp, nên hiện tại họ biết hầu hết các học sinh đã ở tầng thứ tư, tháp thử thách pháp sư được chia thành ba phần, ba tầng đầu tiên là những tầng dễ nhất, mà các học sinh chỉ việc đánh bại ma thú, từ tầng 4 đến tầng 6 được gọi là giai đoạn nhiệm vụ, bởi học sinh cần phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó của chúng, nếu không sẽ bị loại bỏ ở đây. Và trong ba tầng cuối cùng, các học sinh cần phải đánh bại những con ma thú từ hạng 7 đến hạng 9. Hiện tại, giáo sư Jisa đang tự hỏi Linter sẽ có thể đi được bao xa. Trở lại với Linter, anh ta đang thực hiện nhiệm vụ ở tầng thứ tư, điều kiện nó đưa ra là học sinh cần phải đánh bại những con ma thú và mỗi con quái thú đều có giá trị là 200 điểm để tiến đến tầng tiếp theo. Học sinh chỉ cần đạt ít nhất 1.000 điểm, nhưng những học sinh đánh bại các học sinh khác sẽ bị trừ 1.000 điểm, mà có tới 100 học sinh trên 1.000 con quái vật. Linter bắt đầu suy nghĩ về một chiến lược đối với tầng này. Anh ấy biết rằng cần phải đánh bại những con ma thú trước bất kỳ ai khác, vì số lượng của đám quái vật là có giới hạn, thì nó cũng tương ứng với số điểm cần thiết, nên nếu anh ta không nhanh thì sẽ bị loại. Mà trong khi Linter đang vội vã thực hiện, thì anh ta đã đánh mất cảnh giác nên đây là thời điểm hoàn hảo để người đàn ông bí ẩn tấn công, hắn ta ném một lọ ma thuật về phía Linter, cùng lúc hắn ta phóng thêm một quả cầu lửa, khiến cho lọ thuốc nổ tung và sương mù bao quanh Linter, làm Linter trở nên bối rối, vì theo thông báo thì học sinh sẽ chỉ bị trừ điểm nếu họ đánh bại một học sinh khác, tuy nhiên khi Linter cố gắng chạy trốn, thì hắn ta đã thành công trong kế hoạch của mình. Trở về 10 phút trước, anh chàng này đã ở cùng với nhóm với Augustine, mà anh ta khó chịu vì chủ tịch của anh ta luôn chú ý đến Linter. Bởi anh chàng này muốn được chủ tịch của mình công nhận, thậm chí anh ta đã thách đấu với Augustaile. Anh ta nói rằng anh ấy đã là pháp sư hạng 4, nhưng Augustaile từ chối cuộc đấu tay đôi đó vì chủ tịch học sinh cho rằng anh chàng đó quá yếu, nên nó đã khiến anh ta bực mình và cá cược với thủ lĩnh của mình. Đó là nếu anh chàng này ghi được điểm nhiều hơn Linter, anh ta sẽ thách đấu với Augustaile, nên điều đó khiến anh ta phải tự thể với bản thân rằng sẽ không để Linter kiếm được một điểm nào cả. Trong khi đó Linter vẫn đang bận tìm kiếm những con quái thú ma thuật, mà khi anh ta nhìn thấy một con, thì nhanh chóng nó đã bị các học sinh khác tấn công. Giờ đây Linter trở nên dối bời, vì lý do nào đó mà đã hơn 10 lần, những con quái thú anh ta tìm được luôn luôn bị người khác tấn công trước, mà thông báo cả tầng 4 chỉ còn 89 con ma thú nữa thôi. Nhưng trong khi đang chạy, Linter nhìn thấy những học sinh vừa giết một quái thú khác, mà anh ấy vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nội dung là bọn họ chỉ theo chân của Linter và cố gắng cướp đi những con quái thú mà anh ấy tìm được vì thế linter biết có điều gì đó không ổn và tóm lấy kẻ đang nói những lời này mà hỏi tất cả bọn chúng chuyện gì đang xảy ra nhưng những học sinh đó tỏ ra phấn khích rồi đe dọa linter tuy nhiên linter biết bọn họ sẽ không dám tấn công mình vì điểm của họ sẽ bị trừ như đọc chúng tim đen khiến những học sinh đó sợ hãi còn đối với học sinh tên alan này thì linter không có ý định để anh ta rời đi vì linter nói anh ta không còn gì để mất nữa nên linter sẽ giết chết anh ta Khiến Alan sợ hãi nên đành phải kể ra sự thật rằng, một anh chàng tóc đỏ đã bỏ bọn họ làm điều đó, hóa ra gã ném lọ thuốc vào Linter đã đánh dấu vị trí của anh ấy, Linter nhìn thấy một mũi tên phía trên đầu mình, mà cái này là của một anh chàng tóc đỏ tên Saijen, mà trong khi Linter nhớ lại lúc bị ném cái lọ thuốc kỳ lạ đó, Alan nói bản thân anh ta sợ Saijen, nên anh ta đã làm theo những gì tên tóc đỏ yêu cầu, nhưng giờ đây cả tầng 4 chỉ còn 36 con quái thú nữa thôi, trong sự tuyệt vọng của mình, Linter sử dụng kỹ năng lửa mùa xuân mà bắn vào mũi tên bên trên, tuy nhiên nó không biến mất, mà Alan cũng thông báo rằng thứ đó không thể xóa được. Trong khi đó anh chàng tóc đỏ vui mừng khi biết Linter sắp hết thời gian, nhưng nhanh chóng anh ta thấy một cái gì khiến anh ta giật mình, hóa ra là dấu hiệu về vị trí của Linter đã tăng thêm một cái mà chưa dừng ở đó. Linter nói, anh ấy có thể dễ dàng bắt trước những điểm đánh dấu này, mà lập tức nhiều dấu hiệu tương tự cũng bắt đầu xuất hiện, làm cho anh chàng tóc đỏ trở nên tuyệt vọng nên anh ta quyết định tự tay giết nhiều ma thú hơn để cản trở Linter, mà hầu hết các học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng Linter vẫn đang chiến đấu cho bản thân mình. Anh ấy hiện có 600 điểm, và chỉ cần giết thêm hai con quái thú nữa thôi. Tuy nhiên khi anh ta đang tìm kiếm thì một thông báo xuất hiện, khiến Linter bị sốc, bởi tại thời điểm đó chỉ còn lại một con quái thú ma thuật. Linter biết điều này có nghĩa là gì? Anh ấy rất tức giận vì ngay cả khi anh có cố gắng tìm được con cuối cùng, thì điểm của Linter cũng không thể đủ. Nhưng sau đó, một nhiệm vụ thưởng thêm xuất hiện và được kích hoạt, vì khi chỉ còn một quái thú ma thuật duy nhất, quái thú đó sẽ có điểm ngẫu nhiên từ 0 đến 999. Điều này đã mang lại cho Linter hy vọng, nên anh ấy vội vàng tìm kiếm con thú ma thuật cuối cùng, mà những học sinh khác vẫn hy vọng vượt qua được tầng này cũng bắt đầu tìm kiếm. Cùng lúc bên hội học sinh, cô gái báo cáo với Auguste rằng lần này Saizen có thể đã đi quá xa, bởi Saizen đã ém bùa lên Linter để đánh dấu, nhưng Auguste không thực sự quan tâm bởi anh ta cho rằng, những người có thể sống sót trong tòa tháp, thì không cần tới bất kỳ lời bào chữa nào, nên nếu Linter không thể vượt qua tầng 4, thì anh ấy không xứng đáng chút nào, mà Linter vẫn đang tìm kiếm con thú cuối cùng, nhưng giờ chỉ còn 15 phút nữa thôi, vì thế Linter đã yêu cầu hệ thống sử dụng danh hiệu của mình, đó chính là danh hiệu vua sói, lập tức Linter triệu hồi ra nhiều con ma sói, để giúp anh tìm ra con quái thú cuối cùng, mà sau khi nhận được mệnh lệnh, đám sói đã tản ra khắp mọi nơi, khiến cho các học sinh trở nên bối rối bởi họ không biết những con sói này từ đâu mà xuất hiện không lâu sau khi một con sói hú lên mà các học sinh khác cũng nghe thấy điều đó linh tơ biết rằng con sói của anh đã tìm thấy thứ gì nên anh ấy đã sử dụng trận pháp dịch chuyển tức thời của mình sau đó linh tơ được dịch chuyển đến gần núi lửa nhưng một ai đó đã ở phía sau anh ta linh tơ quay đầu lại và anh ấy thấy tên tóc đỏ với nụ cười toe tué toét trên mặt linh tơ hỏi tên tóc đỏ liệu anh ta đã giết con quái vật cuối cùng chưa mà sai gen đáp rằng chưa hề và anh ta chỉ tình cờ ở đây khi sói hú lên thôi. Bên cạnh đó, quái thú ma thuật cuối cùng dường như ở bên trong miệng núi lửa. Những học sinh khác cũng đã đến, nhưng bọn họ quá sợ hãi nên không dám mạo hiểm mạng sống của mình. Saizen khiêu khích Linter một lần nữa và mỉa mai anh ấy nên từ bỏ, nhưng sau đó Linter đã nhảy vào trong ngọn núi lửa, bởi thông báo chỉ còn lại 2 phút thôi. Linter biết anh ấy sẽ không chết ngoài đời thực, cho dù anh ta có chết trong tòa tháp thử thách, nên anh ấy mạo hiểm mạng sống của mình. Nhưng khi Linter rơi xuống sâu hơn, thì anh ta cảm thấy nó sẽ trở nên nóng hơn nữa vì thế nếu anh ấy không được thừa hưởng sức mạnh của dòng lửa thì phổi của linter chắc đã bốc cháy rồi nhưng trước khi anh ấy rơi vào dung nham thì có thứ gì đó bất ngờ tấn công anh từ phía sau mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi linter đã bị mắc kẹt trong mạng nhện này nhưng khi anh ấy cố gỡ những mạng nhện đó ra thì linter đã thất bại vì nó quá chắc chắn sau đó anh ta phát hiện ra con ma thú cuối cùng ở tầng này lại là một con nhện khổng lồ khiến anh ấy sợ hãi khi nghĩ tới việc trở thành bữa ăn cho nó, nên Linter phải nhanh chóng thoát ra bằng quả cầu lửa của mình. Tuy nhiên, cái mạng nhện sau khi bị đốt dường như không hề nhận sát thương nào cả, mà con nhện từ khi nào đã tiến tới gần Linter và nó bắt đầu tấn công vào hai chân của anh ấy, khiến Linter hét lên trong đau đớn. Cùng lúc hệ thống cho Linter thấy một số thông tin về quái vật này, nó có tên là Bóng Ma Nhện Lửa, ngoài ra nó là con quái vật hạng 4, mạng nhện của nó cũng có khả năng chống cháy. Tuy nhiên Linter lại than vãn, vì hệ thống đã không cung cấp thông tin sớm hơn, mà con nhện lại tấn công một lần nữa vào bàn tay Linter, giờ đây anh ấy thực sự đang gặp rắc rối lớn, nhưng cho dù vậy anh ấy vẫn cố gắng sử dụng phép thuật, tuy nhiên trước khi Linter có thể đọc xong câu thần chú, thì anh ta đã quên mất điểm yếu của một pháp sư là gì, nên Linter lại nhận những đòn tấn công thêm một lần nữa, nhưng anh ấy không từ bỏ, Linter nghiến răng mà cố gắng hoàn thành câu thần chú của mình. Đó chính là kỹ năng mạnh mẽ nhất anh có lúc này lửa thiên thạch theo đó vô số các quả cầu lửa bắt đầu rơi xuống nhưng con nhện cũng cảm nhận được đây là một đòn tấn công mạnh mẽ nên nó nhanh chóng ẩn nấp bên trong lớp vỏ của mình sau đó linter buộc phải cố gắng vật lộn một lần nữa với những mạng nhện nhưng anh ta lại thất bại mà chỉ còn một phút nữa thôi tuy nhiên lúc này linter phát hiện ra con nhện chỉ giấu đầu của nó vào bên trong vì thế anh ấy nghĩ đến việc sử dụng một câu thần chú rắn lửa mà bắn vào đầu con nhện với nỗ lực cuối cùng của mình linter bắt đầu niệm câu thần chú ngoài ra núi lửa cũng sắp phun trào nhưng con nhện đã chặn lời anh ấy bằng tơ nhện của mình, khiến miệng của Linh Tơ bị bao phủ bởi mạng nhện của nó. Hệ thống tiếp tục tiết lộ con nhện này đặc biệt yêu thích làm tan chảy con mồi, bằng dung nham của núi lửa phun trào trước khi ăn thịt con mồi, nên Linh Tơ biết rằng núi lửa sắp phun trào. Bây giờ anh ấy nghĩ nếu điều này không xảy ra, thì Linh Tơ có thể đã thắng cuộc chiến này, nhưng thật đáng tiếc vì sau đó núi lửa thực sự phun trào, mà Augustai và Saizen đang quan sát nó từ xa, anh chàng tóc đỏ nói với thủ lĩnh của mình bây giờ họ nên nhanh chóng lên tầng 5 để có thể đấu tay đôi. Nhưng Augustai đáp trả rằng, thời gian đếm ngược vẫn chưa kết thúc, nên bọn họ vẫn phải đợi chính xác từng giây còn lại, mà một nắm đấm đột nhiên xuất hiện, và nhanh chóng đấm vào đầu con nhện, bởi Linter đã có thể sống sót sau vụ phun trào núi lửa, vì anh ấy đã kích hoạt một kỹ năng bí mật gọi là tắm dung nham. Bây giờ Linter có thể chịu được dung nham giống như bạn thân của anh, Ziza, bằng khả năng miễn dịch với lửa thực sự giúp anh sống sót sau trận chiến này. Tuy nhiên Linter chỉ còn 4 giây nữa trước khi thử thách tầng này kết thúc, sau đó Linter ngăn con nhện này chạy trốn, anh ta thi triển kỹ năng rắn lửa của mình về phía con nhện, và khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, Saizen bắt đầu khoe khoang, vì hắn ta tin chắc chắn Linter sẽ không thể sống sót được, điều đó cũng khiến Augustai thất vọng, nhưng rồi một học sinh nhìn thấy thứ gì đó bay trên bầu trời, Augustai quay đầu lại, tất cả bọn họ đều nhìn thấy mũi tên đánh dấu Linter xuất hiện, mà lại đang hướng về phía của họ, Saizen nói với họ rằng, cho dù Linter có sống sót hay không cũng không quan trọng, vì anh ta vẫn sẽ trượt kỳ thi thôi, nhưng đột ngột Linter đã hạ cánh xuống sau lưng anh ta, và nói rằng hắn ta đã sai, Linter cho bọn họ xem quả bóng cộng thêm điểm của anh ấy, điều này khiến sai gen bị sốc, nhưng hầu hết các học sinh thì bắt đầu ngạc nhiên với quả bóng vàng đó, nhưng trước khi mở ra, Linter hỏi xem có ai mang thêm quần áo để cho anh ấy mượn không, mà cô gái tóc hồng này đã cho Linter mượn bộ quần áo, nên anh ta cảm ơn cô ấy, tuy nhiên cô gái tóc hồng nói với Linter rằng, Cô ấy đã để mắt đến Linter kể từ khi họ bước vào tòa tháp. Vì có tin đồn nói Linter thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của chủ tịch Augustine. Cô cũng tự giới thiệu bản thân tên là Dia. Cô hỏi liệu Linter có sẵn sàng lập nhóm với cô ấy không. Tuy Linter cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng anh ấy nghĩ rằng nụ cười của cô cũng giống như khi Vivian mỉm cười. Đột nhiên một người hâm mộ khác sau đó lao về phía Linter. Đó là anh chàng Alan trước đó. Và anh ta cũng muốn lập nhóm cùng với Linter vì thế Linter đã cố gắng đẩy anh ta ra khỏi người mình, nhưng Alan vẫn cố hết sức cầu xin Linter tha thứ. Sau đó bọn họ bị cắt ngang bởi Saizen, hắn nói rằng, quả bóng cộng thêm điểm không thể đảm bảo cho Linter vượt qua tầng này, bởi Linter vẫn cần ít nhất 400 điểm để đạt được số điểm cần thiết. Khoảnh khắc hồi hộp đã đến khi Linter chuẩn bị mở quả bóng, anh ấy cầu nguyện cho số điểm của mình là đủ. Tuy nhiên khi quả bóng được mở ra, nó chỉ có 399 điểm, khiến cho Linter chết lặng trong khi Sajin đang cười vui sướng đằng sau. Mà nó cũng chính thức kết thúc thử thách ở tầng 4, nhưng Saizen chưa muốn dừng lại, cứ thế hắn tiếp tục trêu chọc Linter, trong khi Dai A đang cố gắng bảo vệ anh ấy, nhưng Linter yêu cầu tiền bối dừng lại, bởi anh ta đang rất thất vọng cũng như buồn bã, bởi anh ấy chỉ cần một điểm nữa thôi để vượt qua kỳ thi, mà Linter cố gắng an ủi bản thân mình vì đã cố gắng hết sức cho lần thi này.